Tôi giới thiệu sản phẩm 8925 của Munchen, là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Sản phẩm được phủ sapphire ở vùng nấu, nẹp viền alu, kính Scotch ceram. Hai vùng nấu từ. Chúng ta đầu tiên chúng ta bật thủy nguồn ở giữa. Giữ 3 giây, tăng giảm công suất tùy theo. Trên bếp có những cái phím mặc định như đây, thì chúng ta chọn vùng nấu bên này, chúng ta ủ ấm thì nó lên chữ U và warm. Bên vùng nấu bên này có thể chúng ta booster lên, thì bình thường bếp mức chín là 2300W, khi booster bếp đẩy công suất lên là 3000W và sẽ chia sẻ công suất, tổng suất là 3000W, 3700W. Bếp có các cái tính năng sử dụng như khóa trẻ em, tạm dừng khi đang nấu có việc, tạm dừng lại, ta mở khóa ra bếp vẫn quay về vị trí cũ. Các chức năng tăng công suất, giảm công suất, booster. Bếp GM 8925.